Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cách thức để mà anh chị và các bạn thực hiện tính toán hiệu quả của cái phương án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp anh chị và các bạn nhé. Đây là một cách để mà anh chị và các bạn cũng có thể tính các cái khoản đầu tư cho vay khác. Và sau đó thì Hòa sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị và các bạn tham khảo về cái cách tính đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Vingroup anh chị và các bạn nhé. Xin mời anh chị và các bạn. Khi tính hiệu quả đầu tư trái phiếu thì anh chị sẽ phải quan tâm giúp cho Hòa mấy cái thông tin sau. Thứ nhất đó chính là số tiền đầu tư đúng không ạ? Đó. Thứ hai đó chính là cái lãi đầu tư. Và cái thứ ba đó chính là cái lãi suất thực nhận. Đó. Chúng ta sẽ lần lượt nắm từng thông tin một anh chị các bạn nhé. Thứ nhất là số tiền đầu tư. Thì số tiền đầu tư nếu mà anh chị các bạn mua trực tiếp của tổ chức phát hành thì nó chính bằng cái mệnh giá, đúng nào? Nhưng nếu anh chị và các bạn mua của một nhà đầu tư cấp 1 thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều đấy anh chị các bạn ạ. Cụ thể là sao? Đó chính là cái nhà đầu tư cấp 1 ấy, là họ sẽ bán chênh cho anh chị và các bạn, họ hưởng cái lợi nhuận. Thế thì rõ ràng là nó sẽ thêm phần lợi nhuận, đúng không ạ? Bên bán cấp 1. Và nó còn thêm một cái phần nữa, đó chính là phần lãi tích lũy của cái coupon ấy chưa trả cho cái bên bán cấp 1, đúng không ạ? Nói ở đây để anh chị hiểu rằng là nếu mình là nhà đầu tư cấp 1 thì rất là dễ rồi. Nhưng thông thường thì ít người được trở thành nhà đầu tư cấp 1. Bởi vì sao? Bởi vì là số tiền của nhà đầu tư cấp 1 khi đầu tư nó rất là lớn. Đó, thì thông thường đại bộ phận chúng ta chỉ là nhà đầu tư cấp 2. Chúng ta mua 10 triệu, chúng ta mua 50 triệu, chúng ta mua 100 triệu. Hay đơn giản, chúng ta chỉ mua 1 triệu thôi thì chúng ta sẽ là nhà đầu tư cấp 2. Đó. Và cái câu chuyện ở đây là Hòa nói đến việc là chúng ta là nhà đầu tư cấp 2 và chúng ta tính hiệu quả bằng cái công thức của nhà đầu tư cấp 2 anh chị và các bạn nhé. Thế thì anh chị và các bạn thường khi mà mua trái phiếu của nhà đầu tư cấp 1 thì anh chị sẽ bị chênh giá, đúng không nào? Mình ví dụ như là bây giờ là mệnh giá là 100k, đúng không nào? Thế thì khi mà anh chị mua ấy, đấy, nhà đầu tư cấp 2 mua thì thường là cái giá mua ấy, giá mua thì nó sẽ lớn hơn 100k. Nó có thể là 101k hoặc 102k và 103k, đúng không nào? Đó. Và nếu mà cái lãi tích lũy cả mà chưa trả thì anh chị có thể cộng thêm cái phần đấy nữa thì nó có thể là ra một cái giá mua đấy là 105k chẳng hạn. Thì cái giá này nó chính bao gồm là cái lợi nhuận phần chênh cộng với cả cái lãi tích lũy mà anh chị phải trả cho nhà đầu tư cấp 1 anh chị và bạn nhé. Thế thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ quan tâm tới số tiền đầu tư tổng chúng ta thôi, đúng không nào? Còn cái việc chênh này để chúng ta hiểu thôi. Và chúng ta quan tâm đến số tiền đầu tư tổng này để mà chúng ta sẽ tính toán cái lãi đầu tư và cái lãi suất thực nhận anh chị và các bạn nhé. Tiếp tục và sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cái lãi đầu tư chúng ta sẽ tính như thế nào anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo và sẽ giúp anh chị và các bạn tính cái lãi đầu tư trái phiếu anh chị và các bạn nhé. Hoặc giả sử cái trái phiếu ABC mệnh giá là 100k, mua 10 trái phiếu đi. Thời gian là 2 năm, từ 11 tháng 3 năm 2021 đến 11 tháng 3 năm 2023. Số tiền đầu tư ban đầu là 1.070.000. Và mua lại của nhà đầu tư cấp 1, họ bán lại cho mình. Đáng nhẽ là mình mua trực tiếp thì mình chỉ mua 1 triệu đâu, nhưng mình bị chênh 70.000. Không sao cả. Bây giờ cái dòng tiền mà mình nhận về là gì đúng không ạ? Dòng tiền nhận về là gì? Đó chính là coupon 50k, coupon 50k, coupon 50k, coupon 50k và mệnh giá đó, cuối kỳ. Tổng số tiền mình nhận về là
1.200.000 đồng sau 2 năm. Đó. Thế thì cái lãi của mình thực tế là bao nhiêu? Đúng không ạ? Lãi đây ạ. Sẽ bằng là 1200 trừ đi 1070 bằng 130k. Đây chính là cái lãi thực nhận của Hòa khi đầu tư cái trái phiếu doanh nghiệp này, đúng không nào? Và tiếp theo Hòa sẽ chia sẻ với anh chị các bạn cách để tính rõ cái lãi suất thực nhận của trái phiếu này theo năm, mình quy đổi ra lãi suất xem là bao nhiêu anh chị các bạn nhá. Xin mời anh chị các bạn. Bây giờ Hòa sẽ giúp anh chị và các bạn tính toán cái lãi suất thực nhận mà anh chị và các bạn nhận được, đúng không ạ? Vẫn là cái trái phiếu mà Hòa vừa tính cái lãi đầu tư, đúng không ạ? Đó, mệnh giá 100k mua 10 trái phiếu, số tiền đầu tư là 1.070k. Cái trái phiếu này thì Hòa giả sử là ngày phát hành là ngày 11 tháng 3 năm 2021, và ngày đáo hạn là 11 tháng 3 năm 2023, 2 năm đúng không ạ? Thế thì cái ngày mua trái phiếu là ngày hôm nay, ví dụ như là 27 tháng 4 năm 2021 anh chị các bạn nhé. Thế thì cái thời gian mà Hòa nắm giữ từ 27 tháng 4 đúng không ạ, đến cái thời gian đáo hạn nó chính là 683 ngày, đúng không nào? Thế thì cái lãi suất thực nhận đấy của trái phiếu này sẽ bằng như thế nào? Bằng 130k đây ạ. Đó, nhân với cả 365 ngày. Các bạn chia cho cái gì ạ? Chia cho số tiền đầu tư ban đầu là 1070. Chia cho tổng thời gian nắm giữ là 683 ngày. Và nó sẽ ra một con số là 6.49% trên năm. Đó. Đây chính là cái lãi suất thực nhận mà anh chị và các bạn sẽ nhận được khi mà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ABC này. Như vậy là Hòa vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách hiểu về một cái phương án tính toán hiệu quả đầu tư trái phiếu. Chúng ta phải nắm được số tiền đầu tư của chúng ta, vị thế của chúng ta là nhà đầu tư cấp 2. Chúng ta sẽ nắm được cách tính cái lãi đầu tư và cách tính cái lãi suất thực nhận đầu tư. Có lẽ anh chị và các bạn sẽ muốn view rõ hơn về một cái trái phiếu thực tế mà Hòa sẽ chia sẻ, đó chính là trái phiếu Vingroup. Tuy nhiên trước hết hãy tặng cho Hòa cái like để có động lực chia sẻ với mọi người, và hãy đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để mà anh chị không bỏ lỡ rất nhiều các cái video khác của Hòa về cổ phiếu, về trái phiếu, về quỹ, về cho vay ngân hàng, về lập kế hoạch tài chính cá nhân, về tiết kiệm, về chi tiêu, vân vân, rất là nhiều liên quan đến tài chính ạ. Nào, xin mời anh chị và các bạn hãy đến video view cụ thể một phương án tính toán thực tế về đầu tư trái phiếu Vingroup anh chị các bạn nha. Xin mời anh chị và các bạn. Xin chào anh chị và các bạn thân mến, Hòa đang ở cái màn hình giao dịch thỏa thuận trái phiếu Vingroup của công ty chứng khoán Techcom Security. Anh chị và các bạn có thể mở cái tài khoản đầu tư trái phiếu Vingroup ở công ty chứng khoán này rất là dễ. Hòa đã có để link dưới phần mô tả để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm nhé. Tùy anh chị và các bạn thôi, vì chỉ có Techcom Security thì họ mới bán trái phiếu này, nên là mình sẽ mua ở đây sẽ rất là thuận tiện và mua hoàn toàn online, mở tài khoản cũng hoàn toàn online anh chị và các bạn nhé. Trong cái phần này thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị rõ về cái việc chúng ta sẽ tính toán, đúng không ạ, biết được số tiền đầu tư, chúng ta sẽ tính toán lãi đầu tư và lãi suất thực nhận của cái trái phiếu Vingroup này. Ở đây là chúng ta sẽ mua 10 trái phiếu Vingroup, và cái giá mua đấy ạ là bao nhiêu ạ? 107.342 đồng, đúng không ạ, anh chị thấy không? Thế thì bây giờ số tiền gốc đầu tư của chúng ta là 1.075.030 đồng. Đó, ngày mua là ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2021, và cái lãi suất của chúng ta
nhận về, thực nhận là 651%. Ở đây là một cái dòng tiền về trái tức này. Đấy, và mệnh giá ở cuối kỳ này anh chị các bạn nha. Anh chị và các bạn muốn xem thông tin chi tiết về cái trái phiếu này thì có thể bấm một kích vào chi tiết. Cái ngày phát hành là 11 tháng 3 2021 và ngày đáo hạn 11 tháng 3 2024. Và 4 kỳ đầu tiên sẽ là lãi cố định là 9.7% và 4 kỳ tiếp theo lãi là bằng biên độ 3.7% trên năm cộng với cái lãi bình quân của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Techcombank kỳ hạn 12 tháng. Có lẽ anh chị và các bạn sẽ cần hiểu rõ về cái này và Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn nắm rõ hơn cái lợi ích ở cái chỗ này để anh chị và các bạn dễ hình dung khi mình đầu tư dài hạn trái phiếu thì mình sẽ có lợi như nào bằng cái việc Hòa sẽ minh họa ở trên cái file Excel để anh chị nhìn nha. Ok, Hòa sẽ tính lại cho anh chị các bạn xem đây. Có hai giả định, đó chính là cái lãi tham chiếu này. Đó, cái lãi tham chiếu để tính cái lãi coupon. Lãi tham chiếu đúng không ạ? Lúc nãy chúng ta tính cái lãi tham chiếu bằng tiết kiệm bình quân của 4 ngân hàng đó. Thì hiện tại Tech họ sẽ tính cho chúng ta cái lãi tham chiếu tại thời điểm hiện tại. Và đây là một biến số rất quan trọng để mà chúng ta sẽ có thể đầu tư lãi hay lỗ nằm ở cái biến số này đấy ạ. Đó. Thế Hòa tính cho anh chị và các bạn xem về cái dòng tiền trái tức nha, nó rất sát giống hệt so với của Techcom. Anh chị và các bạn có thể xem đây, nó giống hệt luôn đấy. Đó, và Hòa có tổng hợp sang bên này này. Đấy, bảng tính của TCBS đó. Bây giờ chúng ta sẽ có được tổng số tiền mà chúng ta nhận về đúng không ạ? Sau thời gian là 3 năm là 1.276.226 đồng. Đúng không nào? Và Hòa tính xuống đây là chúng ta sẽ nắm giữ là 1.049 ngày và lãi thực nhận đây là 201.196 đồng. Và lãi chưa tái đầu tư sẽ bằng như thế nào? Bằng cái lãi thực nhận đúng không ạ? Nhân với cả 365 ngày chia cho số tiền đầu tư và chia cho số ngày nắm giữ thực tế ra 651%. Nó đúng với cái số của Techcom Security họ đang tính cho chúng ta nha. Câu chuyện ở đây thì Hòa muốn nhấn mạnh cho anh chị các bạn như thế nào? Đó chính là cái lãi tham chiếu này. Đúng không nào? Hiện tại cái lãi tham chiếu này là giả định ở thời điểm hiện tại và nó thay đổi 3 tháng một lần anh chị các bạn ạ. Đây ạ. Anh chị các bạn nhìn này. Lãi tham chiếu. Đấy. Là trung bình cộng của 4 ngân hàng. Đó, và nó có kỳ tính lãi đây, anh chị xem này, kỳ tính lãi 3 tháng. Đấy, cứ 3 tháng một lần họ tính lãi cho anh chị và bạn. Và nó thay đổi theo lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng này. Tức là như thế nào? Tức là khi mà lãi suất tăng thì lãi suất tham chiếu cũng tăng. Lãi suất tiết kiệm các ngân hàng tăng là lãi suất tham chiếu cũng tăng. Hiện tại bây giờ chúng ta đang nhận là 6.51% đúng không ạ? Nhưng Hòa giả dụ như tháng 6 năm 2022 nhá. Giả sử là lãi suất tăng lên 8%. Đúng không nào? Đấy. Là tăng trong 2 năm. Tiếp tục đến năm 2023 tăng lên 10%. Nào. Lãi suất chúng ta nhận là 8.38%. Đây chính là một điểm mà rất ít người để ý. Bởi vì sao? Bởi vì lãi suất nó thay đổi. Đấy. Cái biên độ lãi suất nó cố định nhưng cái lãi suất tham chiếu nó thay đổi. Nó làm cho cái lãi suất thực nhận của chúng ta ấy, nó tăng lên. Chính vì vậy mà khi anh chị và các bạn đầu tư vào trái phiếu thì anh chị phải nhìn vào dài hạn, nhìn vào cái chu kỳ lãi suất nó có tăng hay không. Đấy, hiện tại bây giờ chúng ta mua trái phiếu rất là rẻ. Và hãy kỳ vọng vào tương lai là trái phiếu nó sẽ tăng giá. Bởi làm sao? Khi mà lạm phát nó gia tăng ấy, thì nhà nước sẽ hút tiền vào. Và khi đó lãi suất tiết kiệm sẽ tăng lên. Và lãi suất trái phiếu sẽ tăng lên.
Cái câu chuyện ở đây là lúc đó ai nắm giữ trái phiếu? Trái phiếu không phải là như gửi tiết kiệm lúc nào cũng mang đến ngân hàng gửi được, mà trái phiếu có số lượng giới hạn. Người ta không cần tiền thì người ta không phát hành để người ta đi vay đâu. Đấy, như vậy là anh chị và các bạn sẽ hình dung ra được rằng là khi mà chúng ta đầu tư vào trái phiếu thì cái lợi ích của chúng ta sẽ là như vậy, anh chị và các bạn nhé. Cuối cùng thì Hòa chỉ xin nhấn mạnh với anh chị và các bạn cái công thức tính lãi coupon sẽ bằng làm lãi suất tham chiếu cộng với cả cái biên độ. Lãi suất tham chiếu này chính là lãi suất tiết kiệm của bốn ngân hàng: Techcombank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Rõ ràng là cái lãi này thì hiện tại đang tính ở Techcom Security cho anh chị và các bạn nhé. Và muốn nói tập trung vào Techcom Security để anh chị hiểu. Ở đây câu chuyện là lãi thực hiện sẽ thay đổi theo cái lãi suất tham chiếu này. Nếu mà lãi suất tham chiếu tăng thì lãi suất thực hiện tăng. Nếu lãi suất tham chiếu giảm thì lãi suất thực hiện giảm. Như vậy là gì? Vừa cái phần đối với trái phiếu VIX chúng ta đang có lãi suất là 6.51%, đúng không ạ? Thế thì khi lãi suất tham chiếu tăng thì chúng ta có thể nhận được 8%, chúng ta có thể nhận 10% trên năm, đúng không ạ? Câu chuyện ở đây là ai sẽ là người sở hữu cái trái phiếu này để được hưởng cái hiệu quả này? Bởi vì sao? Tiết kiệm thì anh chị và các bạn có thể gửi bất kỳ khi nào, nhưng với trái phiếu nó có giới hạn. Có giới hạn, đặc biệt là các trái phiếu thanh khoản thì càng giới hạn. Khi đó ai sở hữu trái phiếu sẽ có được những cái lợi ích về lãi, hoặc chưa nói đến các lợi ích về thanh khoản, về phân bổ vốn đầu tư, đúng không nào? Chưa nói nữa. Và lãi anh chị và các bạn đã tăng lên rất là nhiều. Đó chính là những cái lợi ích tương lai mà Hòa muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn. Khi mà anh chị và các bạn tính toán hiệu quả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, mình phải nhìn vào tương lai, kỳ vọng vào tương lai. Và Hòa tin rằng lãi suất tham chiếu này sẽ không giảm nữa. Bởi vì bây giờ lãi suất tiết kiệm quá là thấp rồi, chỉ có tăng. Và bao giờ nó tăng? Thì có thể là 6 tháng nữa, hay 12 tháng nữa, hay là 24 tháng nữa, nó tăng. Thì đó chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ hưởng lợi từ đó, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta vẫn đang hưởng lợi nếu chúng ta đầu tư trái phiếu, vì tính thanh khoản của nó, vì chúng ta phân bổ được cái rủi ro sang nhiều kênh đầu tư, không dồn vào tiết kiệm ngân hàng. Anh chị quản nhé. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hòa đã dành rất là nhiều những cái tâm huyết để chia sẻ anh chị và các bạn cố gắng để anh chị và các bạn phân bổ vốn sang trái phiếu. Không nhất thiết là ở TCBS hay của VIX, mà trái phiếu khác cũng được, miễn là anh chị hiểu được cái rủi ro và quản trị được cái rủi ro của nó. Nhưng trái phiếu là một tài sản nên sở hữu trong danh mục đầu tư anh chị và các bạn. Có lẽ để nhận được nhiều hơn các cái video khác thì anh chị hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ anh chị và các bạn nhé. Và nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này hay thì có thể tặng cho Hòa cái like để Hòa có động lực làm nhiều hơn các video khác phục vụ anh chị và các bạn hiểu rõ về đầu tư tài chính, về đầu tư tài sản anh chị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.